미치고. Nhà tù ADS Florence. Trong suốt nhiều năm qua, những gì đằng sau cánh cửa nhà tù siêu an ninh liên bang duy nhất của Mỹ luôn là điều bí ẩn với nhiều người. Nơi đây được ví như một phiên bản sạch của địa ngục và rất ít hình ảnh bị rò rỉ ra bên ngoài. Văn phòng liên bang của nhà tù không được phép bàn luận về nó. Đó là một nhà tù tồi tệ nhất trong tất cả các nhà tù trên thế giới. Danh sách một số tù nhân nguy hiểm bao gồm kẻ đánh bom thư Ted Kaczynski, tội phạm khủng bố và sát nhân khét tiếng theo chủ nghĩa vô chính phủ, từng là nhà toán học thần đồng người Mỹ. Băng nhóm vũ trang tự xưng Al-Qaeda. Richard Ree, kẻ đánh bom giày người Anh, hiện chịu án chung thân vì âm mưu giết 197 người trên chuyến bay vượt Đại Tây Dương bằng cách châm ngòi khói thuốc nổ giấu trong giày. Tông phạm vụ khủng bố 11 tháng 9, Zacharias Massaoui. Ramzi Youssef, kẻ cầm đầu vụ đánh bom trung tâm thương mại thế giới năm 1993. Ngoài các tù nhân khét tiếng kể trên, những tù nhân có hành vi nghiêm trọng hoặc có nguy cơ gây rủi ro cho các chuyến bay cũng bị tống vào ADS. Bên trong phòng giam có một vòi hoa sen, bồn cầu, một bàn và ghế nhỏ, một chiếc giường bê tông và một cửa sổ 4 inch. Tù nhân phải ở trong phòng giam 23 tiếng mỗi ngày và sự tiếp xúc của con người là không tồn tại. Mộ của Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn là một trong những người chỉ huy vĩ đại nhất trong lịch sử. Từ một bộ tộc nhỏ, ông đã phát triển thành đế chế Mông Cổ. Và nơi an nghỉ của vị độc tài này hoàn toàn không được biết đến, vì theo truyền thống Mông Cổ, khi một ngôi mộ không bị xáo trộn bởi thế giới bên ngoài, linh hồn sẽ được bảo vệ. Truyền thuyết kể rằng 800 người lính đã thảm sát tất cả 2.000 người có mặt trong đám tang trước khi tự tử. Mặt đất sau đó đã bị xóa dấu vết bởi ngựa trong vài tháng. Cuối cùng, một dòng sông chuyển hướng nó để ẩn vị trí của lăng mộ. Tiến sĩ Albert Yumin-Lin của Đại học California đã dẫn đầu một đám đông trong nỗ lực tìm kiếm, điều tra hơn 84.000 hình ảnh sử dụng công nghệ máy bay không người lái. Khoảng 10.000 người tình nguyện viên đã khảo sát hơn 3.700 km2. Việc tìm kiếm đã giảm xuống còn 55 địa điểm khảo cổ nhưng vẫn chưa có được kết luận gì. Núi sắt, khu lưu trữ lớn nhất thế giới. Nơi lưu trữ của một số kho báu vô giá nhất thế giới có 8 nhân viên bảo vệ, được trang bị súng AR-15S có tên là núi sắt Iron Mountain. Để đi sâu vào đây, đòi hỏi phải di chuyển khoảng 22 tầng dưới bề mặt trái đất. Có khoảng 500 công ty lưu trữ cơ sở dữ liệu ở đây, bao gồm cả những ngân hàng lớn nhất thế giới. Núi sắt chứa 27 triệu bản sao âm bản gốc của những bức ảnh nổi tiếng nhất thế giới. Từ những bức ảnh mang tính biểu tượng của Albert Einstein đến Rosa Parks. Ngoài ra, các hãng thu âm chính lưu trữ các bản thu âm chính gốc ở đây. Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, bộ sưu tập của Bill Gates với hơn 100 triệu hình ảnh được cho là nằm bên trong. Họ nói rằng nó có thể tồn tại thậm chí ngay cả khi có tấn công hạt nhân và khủng bố. Phòng ngủ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị ở cung điện Buckingham. Nữ hoàng sống trong một căn hộ ở phía đông lầu 2 của cung điện Buckingham. Tuy nhiên, chỉ có thể đến được đó bằng cách sử dụng một cánh cửa bí mật. Chỉ có một vài người còn sống biết được cánh cửa đang ở đâu. Nhân viên quan hệ công chúng của cung điện Buckingham không đưa ra bất kỳ mô tả nào về các phòng của hoàng gia. Công chúng có quyền tham gia vào các tour du lịch 19 phòng của cung điện Buckingham, trừ các căn phòng bí mật của vua và hoàng hậu. Bạn sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy tận mắt. Hòn đảo ăn thịt người. Ngoài một bãi biển hẹp, rừng bao phủ gần như toàn bộ hòn đảo được xem là bí mật nhất thế giới này. Tất cả những gì người bên ngoài được biết là một mạng lưới các con đường và một số ngôi làng nhỏ bên trong. Juan Centinelis là người bản xứ đến hòn đảo, từ chối bất kỳ người ngoài nào đặt chân tới với thái độ cực đoan. Họ sống như những người thợ săn, dường như không có nông nghiệp và đã tự cô lập bản thân trong hơn 60.000 năm. Vì vậy, họ là những nhóm người cuối cùng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nền văn minh hiện đại.
Thậm chí có những thông tin rằng những người này sẽ giết và ăn thịt bất cứ ai đặt chân lên đảo. Cicada 3301, tổ chức trực tuyến bí mật. Tờ The Washington Post tuyên bố rằng nó là một trong năm bí ẩn chưa từng được biết đến của Internet. Vào năm 2014, Cicada đã đăng thông điệp thứ nhất. Xin chào, chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân thông minh có thể vượt qua các bài kiểm tra để gia nhập tổ chức. Chúc may mắn. Không một công ty hoặc người nào từng tuyên bố đã gia nhập Cicada 3301. Cicada 3301 là một tổ chức Internet bí mật. Tổ chức này tuyển dụng thông qua việc giải đáp các câu đố. Một số câu đố được đánh giá là phức tạp và thông minh nhất thế giới, chỉ có thiên tài mới giải được. Kỳ quan thứ 8 của thế giới, căn phòng hộ phách. Đó là một món quà tặng cho Pharaoh Đại đế của Nga từ nước Đức như là một biểu tượng của hòa bình năm 1716. Nó được làm từ 6 tấn hổ phách, trị giá khoảng 150 triệu đô la ngày nay. Trong Thế chiến thứ 2, lính Đức đã chiếm đóng căn phòng trong 36 giờ sau khi Đức Quốc xã đến cung điện Catherine, nơi họ tiến hành tháo dỡ và chuyển nó tới bờ biển Baltic. Số phận của phòng hổ phách là một bí ẩn, nó đã bị phá hủy trong chiến tranh hay được đặt trong một nơi ẩn náu an toàn. Nếu được tìm thấy, nó có thể chứng minh được một biểu tượng nghệ thuật có giá trị nhất trên thế giới. Những người săn kho báu đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có hiệu quả. Năm 1997, cảnh sát Đức tìm thấy một bảng điều khiển duy nhất được cho là từ căn phòng này. Nhiều người tin rằng phòng hộ phách có thể nằm trong một mạng lưới lưu trữ ngầm dưới lòng đất Dorsnudorf, một đô thị ở Sachsen, Đức. Tuy nhiên cho đến nay, đó cũng chỉ mãi là tin đồn. Mỗi khi bạn đi bơi hay tắm, việc nước tràn vào tai là điều khó tránh khỏi. Cái cảm giác tai ù ù và nặng một bên thật khiến bạn thấy khó chịu. Bạn tìm mọi cách để lấy nó ra, nào là nghiêng đầu qua một bên rồi dùng tay vỗ vỗ, nghiêng đầu sang bên tai có nước rồi nhảy lò cò một chân trong khi đầu vẫn nghiêng. Và không ít người chọn giải pháp nhanh nhất, đó là dùng bông tăm, ngón tay hay dụng cụ ngoáy tai để chúng có thể hút thật nhanh chỗ nước mắc kẹt trong tai. Nhưng đây thật sự là một thói quen cực nguy hại, bởi tai là một khu vực cực kỳ nhạy cảm. Việc bạn đưa một vật thể lạ vào tai có thể khiến bộ phận này bị tổn thương, đôi khi gây ảnh hưởng đến thính giác. Ngoài ra, việc bạn đưa bông tăm vào tai vô tình đẩy ráy tai, vi khuẩn, nước đang trên đường thoát ra, ngược trở lại và vào sâu bên trong ống tai hơn. Tệ hại hơn, hành động đưa quá sâu bông tăm vào tai có thể làm rách lớp màng mỏng phía cuối ống tai, gây hiện tượng thủng màng nhĩ. Thậm chí, việc làm này còn gây tổn thương phía sau màng nhĩ, gây trật khớp chuỗi xương con, gây giảm thính lực. Vì thế, bạn không nên sử dụng bông ngoáy tai hay dụng cụ sắc nhọn mỗi khi bị nước vào tai. Thay vào đó, giáo sư Eric Freud, bác sĩ thuộc khoa tai mũi họng của Trung tâm Y tế NYU, Langone, Mỹ chia sẻ: cách đơn giản và hiệu quả nhất để loại bỏ nước trong tai đó là bạn nên kéo hoặc giật dái tai, đồng thời nghiêng đầu sang bên tai có nước. Nước thường kẹt lại ở phần xoắn của ống tai. Để loại bỏ nước bị kẹt, bạn chỉ cần nhẹ nhàng kéo thẳng tai ra để nước chảy ra ngoài một cách dễ dàng là được. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nghiêng đầu sang một bên, sau đó mở và đóng hàm như khi đang ngáp. Thực hiện động tác này trong vài phút, nước sẽ chảy từ ống tai ra ngoài. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng một chiếc khăn để thấm hút nước trong tai một cách nhẹ nhàng. Hoặc không, bạn cũng có thể nhỏ 3-4 giọt hỗn hợp giấm trắng vào cồn, tỷ lệ 1:1, hoặc nước oxy già pha loãng với nước vào tai. Cồn sẽ giúp làm bay hơi nước, nên sau 30 giây, bạn nghiêng đầu sang một bên để phần dung dịch còn thừa thoát ra ngoài. Nếu bạn đã làm đủ mọi cách mà nước vẫn còn lại trong tai nhiều ngày, thì lựa chọn cuối cùng là đến gặp bác sĩ tai mũi họng.